Buổi sáng sau buổi ngày khai mạc, ngày thứ hai du khách đã đổ về thăm cây cảnh, còn tôi lại tiếp tục đi những tác phẩm đẹp. Những tác phẩm kỳ đại. Kính thưa các quý vị, quý khách gần xa thân mến, để có phần vui văn ngày hôm nay, nghệ nhân quốc gia Nguyễn Minh Thống xã Hải Phương, tặng chủ nhân cây đại thụ ông bà Cao Văn Phú xã Hải Phương. Đại thụ cao sang khéo tạo bài, tham gia triển lãm khách mê say. Nghệ nhân tác phẩm Cao Văn Phú, Hải Hậu Hải Cường vinh dự thay. Thế cây phụ tử đứng tương thân, phu cảnh thiên nhiên ích đại cả. Đẹp nghĩa cha con cả quốc thế, đẹp hòa được bước mãi thêm xuân. Đại thụ cao sang khéo tạo bài, tham gia triển lãm khách mê say. Nghệ nhân tác phẩm Cao Văn Phú, Hải Hậu Hải Cường vinh dự thay. Thế cây phụ tử đứng tương thân, thu cảnh thiên nhiên nhích ngại vàng. Một tác phẩm được dựng rất đẹp. Đẹp nghĩa cha con và quốc thế, việc nhà vượt bước mãi thêm xuân. Những bông hoa sắp sửa hả? Xa lắm. Rất tuyệt vời. Cây lộc hương này tôi sẽ ra mặt chính của nó. Ngâm nước. Xem tác giả tên gì. Đấy là cây xích cổ. Rất giả lụa, những chùm hoa đúng là lộc lá xanh rợp. Ra xa để thu nó chưa hết. Còn là nó lọt vào ống kính của tôi. Vâng, lượng mình đẹp. Du miền mạc, thạch chất độc. Tác phẩm cũng tương đối chuẩn chỉ. Thiết kế và nối bỏ cảnh rơi rất là nước tuy nhiên cái này và những đang làm cho nên là rất là rất đẹp. Ừ đấy đúng rồi, nhiều người đứng xem mà được. Có nhiều người đứng xem. Thưa các quý vị đại biểu và khách quý,
danh sách cơ quan phụ họa hội chợ triển lãm cây cảnh Hà tháng 3 kỷ niệm 130 năm thành lập của Đại Nhân Hòa 1888-2018. Công ty khai thác thủy lợi Hải Hậu 2 triệu đồng. Bệnh viện Đa Khoa Hải Hậu 1.500.000 đồng. Đảng ủy Ủy ban Nhân dân thị trấn Yên Bình 1.500.000 đồng. Cầu Vũ Thanh Bình Hải Thanh 1 triệu đồng. Phòng khám Nam Âu Mai Nam 1 triệu đồng. Đông y Gia Truyền Lại Văn Toản Hải Tân 1 triệu đồng. Rất là lướt. Phòng khám đa khoa Phạm Đình Cử 500.000. Công ty trách nhiệm hữu hạn Hải Hậu 500.000 đồng. Công ty cây xăng Hà Nam Ninh 500.000 đồng. Công ty Phạm Thành Nam Thiên Đề 500.000 đồng. Thân bẹp ra. Trường Trung học phổ thông A Huyện Hậu 500.000 đồng. Hình ảnh rất đẹp. Trường Trung học phổ thông Phú Văn Hiếu Hải Anh 500.000 đồng. Xin chào. Cha xứ Hưng Nghĩa 500.000 đồng. Tác phẩm Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Huyện Hà 1 triệu đồng. Đây cũng vẫn là của bạn à? Vâng, cái lòng rất lớn. Nguyễn Văn Tế Hải Anh 500.000 đồng. Ông Nguyễn Văn Tế Bí thư Huyện ủy Hải Hậu 2 triệu đồng. Công ty Hải sản Thành Hương 3 triệu đồng. Rất là long, nhưng mà cũng cây này cũng rất là đặc biệt, đó là cành bay rất là rất nhiều kiểu, cũng là long thôi nhưng cái cành bay này là rất là bay. Đấy, đặc biệt là cái cành bay của cây này, và hai là độ thân là rất dài. Thay mặt ban tổ chức hội chợ triển lãm cây cảnh hệ thống làm bún nướng rất khéo, và xin được cảm ơn các cơ quan đoàn thể, quý khách tham dự, các nghệ nhân, văn nhân, cán bộ, mọi thêm trong huyện mời cùng các bộ, các ông, các bà, anh chị em đã ra tâm ủng hộ tạo đà cho ban tổ chức hoàn thành nhiệm vụ, nhất định hội chợ triển lãm sẽ thành công. Phần thưởng rất lớn. Con cháu bên dưới có cả thế hệ con cháu, và đặc biệt ở cây này đó là cách làm của Vui Hiếu. Chắc chắn là những cây này luôn. Thời gian sau sẽ tạo thành bún hiếu bằng bát nhỉ. Cái này là nuôi sẽ biến thân, là nếu nuôi lên những cái này hết thì các u này nó là không biết. Trăm năm một đời người. Rồi. À thế ạ? Được. Ừ, theo các bác nói là cũng là một đời người để làm cây. Một tác phẩm long trong là triển lãm. ham quá, bước vào tập đánh cũng có gì xuất chân, đi giày không là xuất chân, làm giỏi đấy nhỉ, làm cái này thế làm thế nào để cho nó ra mầm được, để mà tạo canh được thân thế là phá mầm mạnh à? Không phải, nhiều cây già nó cứ luột, nó cứ lên nó không phá được mầm này, chắc anh có cách nào. À, người Hải Hậu lại giấu bí quyết rồi. Giấu nghề rồi.
đây rõ ràng là cách làm hú biếu. Canh năm liền thì thường thường nó rất là nhiều màu. Nó dễ. Dễ. Rất là... Lúc bây giờ mình phải cắt trụi ở phía trên. Mình cắt ở trên thì... thì nó mới lấy được là làm ra. Và tôi cũng biết sơ sơ mà. Và cái là cứ hỏi anh thôi. Mình phải cắt trụi trên, nó bắt mầm phía dưới. Là nuôi và mầm phía dưới để bảo hú biếu. Đúng là một cây như thế này là rất khó. Về làm hú biếu thời gian nữa mà nó liền thì rất tốt phải không các bác? Nói nào bác? Bác thấy nào? Đồng gật đầu rồi hả? Và cứ gật đầu đeo kính đen này, gật đầu chả biết là nhìn thấy không. Rất vui. Rất nhiều khán giả đang chú ý tới cây của anh. Đang chưa xong cái tác phẩm này, quay lại ra để tốt và kế bên vẫn cùng chủ nhân à? À chủ nhân là có 4-5 tác phẩm ở khu thế bên kia đây của vẫn cây của em ở đâu rồi để lấy cái số điện thoại cái này lấy số điện thoại cái Thank you.